kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Suzuki CX E1009, chiếc chú cửa heo chất chơi hơn với cái dàn chân Protoboss Carbon. Suzuki CX E1009 hay được biết đến với một cái biệt danh là cá heo trong làng phần lớn từ trước này. Nó là những tinh hoa công nghệ thương hiệu Nhật Bản với những thiết kế đơn giản nhưng đầy ấn tượng với nguồn sức mạnh to lớn, khiến những hữu khác trong cùng một cúp phải e dè. Đến với những chủ sở hữu một biker người Thái, nguyên cái mẫu S-Gan, cái mẫu là CX E1000 L8 2009 được sửa đổi lại một cách hoàn mỹ với dàn chân xa xỉ thì của Protoboss nổi tiếng. Trong các tác phẩm thiết kế thương hiệu của Nhật Bản được gói gọn trong cái tông màu tem trắng xanh của Nhật Bản, CX E1009 clip hôm nay hỗ trợ cái gam màu xanh ở những vị trí như phục hành trình ngược Suwa, BF ở trước, tu chống đổ latex gam màu xanh đặt ở bánh trước và sau, bộ ống nước tâm cột racing cái gam màu xanh. Cung cấp cho phần đầu xe là một cái bột kính gió MA bóc lại, chụp chân kính latex, phía sau là hệ thống cái cụm phanh dọc Rainbow Rossi. Phần chân chính là những yếu tố tạo nên cái sự nổi bật của bản độ hôm nay, chính là thay đổi bộ mâm Protoboss tạo ra cái sự nguyên tố bằng carbon đem lại trọng lượng nhẹ vô cùng để Rainbow T-Rise lòng vàng kết hợp cùng với phần Rainbow Bomix tiêu chuẩn từ Suzuki cung cấp cho cái chiếc CX E1000. Nhắc về cái dàn chân cái sạch carbon thì bản dựng này còn được nâng cấp khi trang bị bộ phụ kiện ốp khung cấp cao bằng carbon. Thì của James Watt, bộ khung phụ ở cấp cũng được sơn cái gam màu cam đồng bộ với cái bộ dòng S ở bánh lái trước. Bộ sơn tải màu cam kết hợp cùng với dàn tải CNC cam đen đem lại cái phần đặc sắc cho tổng thể cam màu trắng. Sẽ đổi vị trí để chân với bộ số gãy thì của latex. Cuối cùng thì cung cấp sức mạnh và âm thanh quy lực ổn định hơn cho bản độ hôm nay là cái dàn ống xả Gian Rajivit Carbon kết hợp cùng chiếc Cobo Titanium. BMW S1000 ER2015 nâng cấp cái cấu hình carbon đẹp bữa hồn. Cái chiếc BMW S1000 ER2015 số chứng minh ngoại hình bắt mắt cùng với cái sự hóp hồn không ít em mê phần khó lớn ngay từng đầu tiên ra mắt. Những cơ sở sẵn có vẫn chưa làm thỏa mãn những anh em đam mê xe độ nên họ đã đầu tư thêm một số tiền là khá khá để trang bị hàng phá phụ tùng đồ chơi cao cấp bắt mắt, giúp cho cái chiếc xe cưng cho nên nổi bật hơn với cái chiếc BMW S1000 ER độ hôm nay. Và cái chiếc BMW S1000 ER trong clip này thuộc phiên bản năm 2015, thế hệ đầu cũng là đã gây tiếng vang lần đầu tiên ra mắt. Mẫu xe này đang đậm phong cách ngôn ngữ đường đua với thiết kế bất đối xứng cùng với vị trí hai đèn pha ở hai bên điểm. Có lẽ đây cũng là cái sự tiếc nuối vô cùng khi không ít biker cho rằng phiên bản năm 2009 bỏ đi yếu tố đặc trưng này. Thay đổi đầu tiên cho những tác phẩm clip này chính là một cái dàn áo bằng full carbon thêm của Imager giúp cân bằng cái độ thẩm mỹ cũng như trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể sau phần ban đầu. Hoàn thiện phần đầu với kính gió Mekon Racing, chụp chân kính Yoshura, cụm phanh Rainbow Costa Costa, bao tay Rizuma. Phụ họa dàn chân chỉ nên nóng bỏng và không kém phần hấp dẫn như cái sự thay đổi từ bộ mâm Martini, bộ phanh trước Rainbow M14, phanh sau Rainbow Medis 2-bit đối xứng, AFS kết hợp cùng ngắt dầu Sabus chuyên dụng, full ốc tiên nhùm. Và ở cái phiên bản này sẽ được trang bị động cơ được 4 xanh thẳng hàng làm mát dung dịch, cho ra công suất lên tới 193 lực tại vòng tua máy 13.000 vòng trên phút, cùng chiếc men sắc đại 120m tại vòng tua 9.705 vòng trên phút. Cải thiện sức mạnh thông qua trang bị cái ống xả Anubis tiên nhùm full system. Và giá của BMW S1000 ER 2018 được tham khảo ở Việt Nam dựng ở mức là 599 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.